ví dụ mà tôi là huyết từ hàng Red 11. Tôi biết đâu từ hàng Pake á. Ừ. Nếu mà tôi là huy từ hàng Red 11 chứ không phải là huy trung hàng Real. Thế bạn tìm huy trung hàng Real để có việc gì á? Tôi sẽ thay bằng này. Chủ trách rồi à? Ừ. Nhưng mà tôi là hàng Red 11. Tôi đùa bạn. Tôi hàng một bạn. Thế à? Ừ. Thế bạn có biết tôi từ đến từ đâu không? Chắc là Quảng Châu, Trung Quốc đúng không? Ơi, không phải rồi, tôi là hàng Red 11 đến từ kênh Di Chuyển Official. Thì ok. Thì hôm nay bạn thử thách tôi cái gì ấy? Tôi đang tập luyện bóng bạn ạ. Bạn thử thách tôi gì ấy? Tôi sẽ thử thách bạn tâm quả bóng này đi ngồi trên xe điện. Mua trên xe điện mà tâm quả bóng này á? Ừ. Được không? Được, thì tâm. Tâm được mà, dễ tâm mà. Tâm bao nhiêu quả? Tâm tầm 50 quả đến... Ngồi trên xe điện tâm 50 quả? Đúng rồi. Cái gì? Ngồi xe điện tâng bóng 50 quả. Đúng rồi, tâng bóng phải 50 quả ngồi trên xe. Ông mà làm được thì ông mới chính là Richung Official phiên bản Real. Ok, hôm nay tôi sẽ thử thách ông 2 game. 2 game. Đó. Thế thì game này ông game 1 thôi. Đây là mới là game 1 thì ông cho tôi mấy lần thử game 1? 3 lần. 3 lần thử thế. Ok, tôi chấp nhận thử thách luôn. Chơi luôn. Ok mọi người, để chấp nhận thử thách của béo thì mình đã phải tìm một cái chỗ mà để không có người. Thì mình khuyên các bạn không được làm theo dưới mọi hình thức nhá. Thì chúng đã tìm một cái nơi mà nó vắng vẻ và không có người dân qua lại này. Thì và mình đã tập luyện cái này khoảng vài ngày trước rồi nên là các bạn không được làm theo dưới mọi hình thức nhá. Ok, các bạn thì xem video của chúng để giải trí ấy nhá. Let's go. Ok ạ. Lần này tôi sẽ đi rung lắc để Duy Trung không thể hoàn thành thử thách. Thì béo ơi, có cho tôi thử không? Ok. Ok, lần này đi hẳn hoi nhá, không được rung lắc nhá. Ok, lượt thử đầu tiên của Duy Trung. Từ từ béo ơi. Ok mọi người, vậy là lần đầu tiên Duy Trung đã được 24 quả. Có vẻ Hiếu Béo đi khá là nhanh mọi người ạ. Trung đã phải dùng chân với lại nhưng mà không thành công. Hiếu Béo ơi, chưa ăn gian này. Chân. Ông ấy chưa ăn gian rồi. Ông ấy còn rung. Chưa. Lần thứ tư thì mình có được một nửa số quả thôi. Cố gắng hơn lần thứ hai này. Béo đi hẳn hoi đi, béo không được đi rung lắc nữa. Lần thứ hai thôi nha. Tôi có đi rung lắc đâu. Ok, từ từ ạ. Ok mọi người, lần đầu tiên thì Hiếu Béo chưa bẩn mọi người ạ. Hiếu Béo cứ đánh võng làm Duy Trung mất thăng bằng. Lần này Hiếu Béo phải chơi hẳn hoi nhá. Mọi người cùng đếm xem Duy Trung được bao nhiêu quả nhá. Hiếu Béo đi hẳn hoi này. Cameraman ok chưa? Các bạn cùng đếm nhá. Mọi người thì comment xem mọi người đếm được bao nhiêu quả vào đấy. Hoặc vào đấy là mình đếm được khoảng 44 quả mọi người ạ. Sao Hiếu Béo lại chưa như thế? Tôi cần được rồi thì Béo lại đánh võng một cái. Thì Béo lại chưa ăn gian mọi người ạ. Không được rồi. Còn một lần cuối cùng của tôi này, lần này tôi sẽ phải cố gắng này. Lần thứ hai tôi đã được 44 quả rồi. Chỉ thiếu 6 quả nữa là tôi đã hoàn thành thử thách của Hiếu rồi. Nếu mà tôi hoàn thành thử thách thì sao? Thì chơi game 2. Chơi game 2 xong rồi tôi lại hoàn thành game 2 thì bây giờ cũng là giờ trưa thì Béo phải khao tôi ăn trưa, ok không? Nếu mà tôi không hoàn thành thử thách thì tôi lại khao Béo ăn trưa. Đúng rồi. Ok, thì bây giờ sẽ vào lượt 3 của mình nha. Lần này Béo phải đi hẳn hoi này. Ok. Mình sẽ thuận bên này hơn nên là mình sẽ bảo Béo là vòng qua đây để mình đi đầu này nhá. Vòng qua bên kia đi thì Béo. Ok mọi người, bây giờ sẽ là lượt thứ 3 của mình và mình sẽ cố gắng hoàn thành thử thách game 1 của Béo thật là xuất sắc. Không dễ thế đâu à. Mọi người cùng đến xem Duy Trung lượt 3 này tăng được bao nhiêu quả nhá. Chơi luôn đi. Let's go. Chơi luôn đi. Tròn và Trung đếm được là Trung tăng được 52 quả mọi người ạ. Không biết mọi người đếm được Trung bao nhiêu quả rồi. Có thể comment ở phía dưới nhá, nhưng mà 50 là đã hoàn thành thử thách rồi đúng không? Đúng rồi. Chúc mừng Duy Trung với game 1 đã hoàn thành thử thách. Yes. Bây giờ cũng sang game 2 thôi. Ấy mà game 2 nữa. Còn game 2. Còn bữa trưa của tôi thì chắc chưa. Ok, cố gắng để lấy bữa trưa này mọi người ơi.
bây giờ xe thử thách thứ hai của Zincho. Thử thách thứ hai là game gì đây? Tôi đố xúc qua cái lỗ này. Xúc qua cái lỗ xe này á? Ủa cho 5 lần luôn. Xúc qua lỗ xe này có 5 lần thử. Nếu mà xúc qua 2 lần là xe. Nhưng mà tôi nghĩ game này khó lắm. Chắc là chỉ xúc qua 1 lần thôi. Ok không? 1 lần thôi. Tại vì cự ly này nó bé này. Cả đứng từ xa xúc vào nữa. Với cả cái này nó không phải là vôn. Mà nó là xe điện. Nên là sẽ rất là khó. 1 lần tôi còn xúc ở cành cây. Ok, tôi sẽ xúc ở xuống cành cây và 5. Tôi sẽ có 5 lần xúc và tôi chỉ cần xúc 1 quả là tôi chiến thắng. Đúng rồi. Ok. Uy tín nhá. Thua là phải báo cơm. Ok. Thua không phải báo cơm nhá. Lần này game này tôi thua thì tôi vẫn chỉ hòa thôi. Leo bắt đầu cũng bắt đầu thôi. Ok, game này khó lắm. Chắc Duy Trung xuất 5 quả không bằng quả nào đâu. Hát mọi người ạ, Hiếu Béo bảo là 5 quả mình sẽ không xuất bằng quả nào nên mình sẽ phải cố gắng này. Đây là cái vạch này ok không? Đây vạch cái lá đi nhá. Có vẻ cự ly này khoảng 10 mét mọi người ạ. Nhưng mà rất là khó ấy. Ok, lần đầu tiên của Duy Trung này. Cameraman có thể đứng ra sau Hiếu Béo được không? Hiếu Béo bình luận nhá. Ok, đây là... Hiếu Béo đi dài cho người ta nhìn thấy cái lỗ chứ. Đây là cái lỗ của anh Duy Trung đưa xuất bóng này anh em. Lần đầu tiên của Duy Trung này. Hiếu Béo lỗi nha. Ok. Yeah! Mọi người ơi, lần đầu tiên thì chúng ta thành công rồi. Nói gì đi Hiếu Béo. Sao? Phải xuyên hẳn vào lỗ đây, chạm vào đây. Nhưng mà vẫn là xuyên. Không được, phải xuyên hẳn cơ. Hiếu Béo lại lươn rồi mọi người ạ. Ok, chấp Hiếu Béo luôn. Ok. Hiếu Béo lươn, vậy là... Ok, vậy là lần đầu tiên tôi trượt đi. Bây giờ tôi sẽ còn 4 lượt cơ mà, đúng không? Bốn lượt chỉ vào một quả thì kiểu gì mình chả ăn. Game này mình ăn chắc rồi mọi người ơi. Game này không dễ vậy đâu. Em chờ đó nhá. Ok, bây giờ lượt 2 của tôi này. Ok, bây giờ đây là cái lỗ Duy Trung là vào. Mình sẽ làm mọi thử thách để cho Duy Trung không thể vào được. Ôi chưa. Ok. Lần này đi qua hẳn rồi mọi người ơi. Nào sao? Được rồi, lại có chân tôi rồi. Cái gì lại chân à? Lại chân tôi bay lên mà. Qua lên là qua thẳng mà. Qua bay lên đập vào chân tôi đâu. Mọi người đang xem video thì thấy bóng qua thẳng hay là bóng đập vào chân Hiếu Béo à mọi người? Nhưng mình thấy là bóng đang xuyên qua thẳng luôn mọi người ạ. Nhưng mà tôi Hiếu Béo lại lươn. Còn 3 quả nữa mà. Yên tâm, chắc chắn là có cơ hội. Hiếu Béo lại lươn, ok. Vậy là sẽ lượt thứ 3 của mình à. Mình ok, lượt thứ 3 này. Ôi, mình lượt 2 quả mà Duy Trung không biết gì đấy. Anh em chờ đón cái lượt tiếp theo mình nhé. Lượt thứ 3 của tôi này. Lượt này béo, béo đi ra. Béo đi ra đi. Ôi, đi ra hả? Lượt thứ 3 của Duy Trung. 1, 2, 3. Lần này thì không cãi được này. Được tay tôi rồi. Bắt này Hiếu Béo định kéo vào cái xe ra đấy. Đấy nó xiên mất vào này. Cái gì? Lại lươn à? Hiếu Béo lại lươn à? Nó xiên qua thật mà lươn gì đâu. Anh kia anh dạy tôi đấy mà. Anh kia anh dạy cái gì? Anh kia anh bảo là lươn trong mọi hoàn cảnh. À, vậy là Hiếu Béo lươn rồi mọi người ơi. Vậy là Hiếu Béo game 2 đã thua rồi. Hiếu Béo lươn rồi. Bây giờ ba lần thứ 3 thì mình đã xúc vào rồi nhưng mà mình vẫn còn 2 quả nữa. Thì mình sẽ cố gắng xúc nốt 2 quả này à. Ok không? Ok. Vậy là đã thua rồi nhá. Có gì phục thù. Ok. Ok. Sao Duy Trung game giỏi ấy nhỉ? Chắc là nó nguyện nó là cầu cúng rồi anh em ạ. Bây giờ thì đến lần thứ 4 của nó thôi. Ok mọi người, bây giờ sẽ là lần thứ 4 của mình này. Sau 3 quả thì mình đã vào cả 3 hay nhưng mà Hiếu Béo lươn mọi người ạ. Nên mà quả thứ 3 thì không thể nào mà lươn được. Bây giờ sẽ là lần thứ 4 của mình này. Đá cho Hiếu Béo tâm phục khẩu phục luôn. Ok chưa? Ok. Ôi, Hiếu Béo dê cả xe kìa mọi người. Còn Hiếu Béo mà không dê xe là mình lại vào chắc rồi. Thế là Hiếu Béo dê xe là mình lại phải xuống vào đầu giỏ mọi người ạ. Ok, xin chúc mừng một quả nữa anh em ạ. Ok, bây giờ sẽ là lần cuối cùng của tôi ai. Mọi người cùng chờ nó xem em lượt cuối cùng Duy Trung có xúc vào không nha. Bây giờ sẽ là lần xúc thứ 5 của Duy Trung này. Lần thứ 4 Béo lại lươn rồi mọi người ạ. Bây giờ sẽ là lần xúc thứ 5 mình sẽ cố gắng xúc hẳn thôi ạ. Không lươn nhá. Mình lấy đà này mọi người ạ. Trời ơi cái quân què gì vậy. Ôi cái gì đấy. Ôi
36 kế thử thách. Ok, đứng lại, đứng lại. Buổi trưa, đứng lại, đứng lại. Buổi trưa của tôi, đứng lại. Ôi mọi người ạ, vậy là Hiếu Béo lại chua rồi. Hiếu Béo chưa ăn gian rồi. Thua trong một chuồng thì mọi người kìa. Mọi người thấy không? Thua trong quả chạy về ngay. Đúng là 36 kế chua là thượng sách mọi người ạ. Hai. Ok mọi người, vậy là sau 2 game thì mình đã chiến thắng rồi mà Hiếu Béo lại bùng kẹo mọi người ạ. Hai. Thắng lắm mọi người ạ. Không biết phải nói thế nào với cả Hiếu Béo này nữa. Ok. Ok, chặt kéo ơi, chặt kéo ơi, chặt kéo. Ok. Hiếu phục vòng nhanh quá, phải từ từ thôi. Lại còn hẹn lần sau nhá kìa. Tức quá mọi người ạ. Hiếu Béo lần này chơi ăn gian quá. Bùng kèo mình. Ok, vậy là video của mình đây là kết thúc rồi. Nếu mà các bạn hãy cho chung một like, một share, một subscribe, một đăng ký kênh nhá. Và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Nếu mà các bạn thấy clip của chúng hay thì để lại comment ở phía dưới nhá. Và có những ý tưởng nào thì cứ comment ở phía dưới để chung thực hiện nhá. Bây giờ thì bye bye mọi người.